chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Đặng Minh Đức, giáo viên trường tiểu học A Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ở bài học trước, các em đã được thực hành thiêu móc xích. Đồng thời, đến cái thời điểm này trong cái chương trình kỹ thuật lớp 4, các em đã được học hết các cái kỹ thuật khâu thiêu, bao gồm khâu thường, khâu đột thưa và thiêu móc xích. Vậy để giúp cho các em tự tin thực hiện cái việc khâu thiêu các cái sản phẩm tự chọn theo cái ý tưởng của các em, thì hôm nay thầy cùng với các em sẽ củng cố ôn lại các cái kỹ thuật khâu thiêu đã được học qua cái bài học cắt khâu thiêu sản phẩm tự chọn trong cái tiết 1 ngày hôm nay nha các em. Qua bài học này, các em cần đạt được những cái mục tiêu cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng ta phải nắm được cái quy trình khâu thường, khâu đột thưa và thiêu móc xích. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ vận dụng được 2 đến 3 cái kỹ thuật khâu cắt thêu các cái sản phẩm đã học. Và vấn đề thứ ba, chúng ta rèn luyện cái tính kiên trì, cẩn thận khi cắt khâu thêu đó nha các em. Thầy giới thiệu về cấu trúc bài học. Trong cái tiết 1 ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các hoạt động thứ nhất, chúng ta sẽ ôn lại quy trình các cái nội dung đã học. Ở cái hoạt động 2, các em sẽ được thực hành cắt khâu thêu cái sản phẩm tự chọn. Cái hoạt động này thì các em sẽ được thực hiện trong những cái tiết học sau nha các em. Nào bây giờ chúng ta cùng vào các hoạt động khởi động nha các em. Hiện tại thì có một ông lão đang câu cá trên một cái hồ. Chúng ta sẽ giúp ông ta câu những cái chú cá bằng cách chúng ta sẽ trả lời đúng những cái câu hỏi. Mỗi lần trả lời đúng một câu hỏi, tức là chúng ta đã giúp cho ông lão bắt được một con cá đó nha các em. Nào bây giờ các em sẵn sàng chưa? Thầy và các em cùng bắt đầu nha. Câu hỏi số 1. Các điểm trên đường vạch dấu cách nhau bao nhiêu mm? A. 5 mm. B. 4 mm. C. 3 mm. Và D. 2 mm. Và bây giờ chúng ta coi chúng ta chọn cái phao nào để giúp cho ông lão bắt được chú cá nha các em. Bây giờ thầy sẽ chọn thử cái phao A nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Thầy cùng với các em đã giúp cho ông lão bắt được một chú cá đầu tiên rồi đó nha các em. Vậy đáp án A là đáp án đúng. Chúng ta cùng qua câu hỏi số 2. Khoảng cách giữa các mũi khâu thường như thế nào với nhau? Đáp án A, tùy thích. Đáp án B, dài ngắn khác nhau. Đáp án C, cách đều nhau. Và đáp án D là rất nhỏ. Và bây giờ chúng ta chọn cái phao nào để giúp cho ông lão câu được chú cá thứ hai đây nha các em. Để xem coi chúng ta chọn cái phao nào nha. Thôi chúng ta chọn cái phao C nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Rất là hay, thầy cùng với các em đã giúp cho ông lão câu được chú cá thứ hai rồi đó nha các em. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Quy tắc khâu đột thưa là gì? A. Tiến 2 lùi 2. B. Tiến 3 lùi 1. C. Tiến 1 lùi 3. D. Tiến 1 lùi 1. Rồi bây giờ chúng ta cùng giúp cho ông lão này để câu chú cá thứ ba nha các em. Để xem chọn cái phao nào cho đúng nha. Thôi bây giờ chọn thử cái phao B nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Rồi thầy và trò chúng ta đã giúp cho ông lão câu được 3 con cá rồi đó nha các em. Để xem coi có giúp cho ông lão câu được con cá thứ tư hay không thì trả lời câu hỏi số 4 nha. Các mũi khâu thêu được thực hiện theo chiều từ đâu sang đâu? Câu A, từ dưới lên trên. Câu B, từ trên xuống dưới. Câu C, từ trái sang phải. Câu D, từ phải sang trái. Đây là câu hỏi cuối cùng để chúng ta giúp cho ông lão này câu được cái chú cá thứ tư nha. Bây giờ chọn cái đáp án nào cho đúng đây. Thôi chúng ta chọn cái phao D nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Rồi, thầy và trò chúng ta đã giúp cho ông lão câu được 4 chú cá qua 4 cái câu trả lời đúng của chúng ta đó nha các em. Ông lão của chúng ta đã được 4 chú cá, vậy thì chiều nay ông và gia đình ông đã có một bữa no nê rồi đó nha các em. Ông lão cảm ơn các em nha. Qua cái hoạt động này thì chúng ta đã giúp cho ông lão câu được những chú cá và đồng thời củng cố ôn lại những cái kiến thức của bài cũ đó nha các em. Nào, bây giờ chúng ta cùng qua cái
Nội dung bài mới, các khâu thiêu sản phẩm tự chọn, tiết thứ nhất. Thầy cùng với các em sẽ vào hoạt động thứ nhất. Thầy và các em sẽ ôn lại cái quy trình, các cái nội dung đã học. Các cái mẫu khâu thiêu đã học thì ở đây chúng ta chỉ tập trung vào 3 cái bài. Thứ nhất là khâu thường, thứ hai là khâu đột thưa và thứ ba là thêu móc xích. Đây là 3 cái nội dung trọng tâm trong cái chương mà chúng ta học khâu thêu ở trong cái chương trình lớp 4 này nha các em. Ngoài ra thì còn cái nội dung là khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Đối với 2 cái nội dung này thì khi mà chúng ta nắm được 2 cái nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai ở phía trên này thì chúng ta sẽ làm được 2 cái nội dung bên dưới này nha các em. Trọng tâm là sẽ ôn lại quy trình của 3 cái nội dung ở bên trên. Thầy cùng với các em sẽ thực hiện việc ôn lại cái quy trình khâu thường. Quy trình khâu thường thì gồm 2 bước. Bước thứ nhất thì chúng ta vạch dấu đường khâu, thì ở những bài học trước các em được thầy cô nói rất là nhiều về cái vấn đề vạch dấu này rồi. Ngoài ra thì ở một cái câu hỏi lúc khởi động thì chúng ta đã biết được rằng là cái khoảng cách giữa các cái đường vạch dấu này là 5mm nha các em. Thì vạch dấu cho đều thì chúng ta có cái bài khâu nó mới đẹp. Bước thứ hai, ta tiến hành khâu các mũi khâu thường theo đường vạch dấu. Ta bắt đầu khâu, thì khi bắt đầu khâu thì chúng ta sẽ luồn kim từ bên dưới lên ngay tại cái vị trí số 1. Thực hiện các cái mũi khâu đầu tiên, chúng ta qua kim ở vị trí thứ hai và luồn kim ở vị trí thứ ba. Tương tự như vậy, thực hiện các cái mũi khâu cho đến hết cái mảnh vải của chúng ta. Đó chính là cái quy trình thực hiện cái việc khâu thường đó nha các em. Thì cái quy trình này nó cũng đơn giản, thầy chỉ là nhắc lại cho chúng ta nắm vững hơn thôi. Vấn đề thứ hai là ta sẽ ôn lại cái quy trình thực hiện khâu đột thưa. Thì cái quy trình thực hiện khâu đột thưa chúng ta cũng trải qua 2 bước. Thì bước thứ nhất cũng tiến hành vạch dấu đường khâu. Thì cái này ta đã nói rất là nhiều rồi cho nên là thầy không nói lại. Bước thứ hai, tiến hành khâu đột thưa theo đường vạch dấu. Thì trong bước này chúng ta có những cái nội dung nhỏ, ví dụ như là bắt đầu khâu. Thì các em lưu ý rằng là cái mũi khâu thứ nhất luồn kim từ phía dưới lên tại cái vị trí số 2 và lùi kim lại tại cái vị trí số 1, đồng thời chúng ta luồn kim lên cái vị trí số 4. Thì trong cái nội dung của cái phần khởi động lúc nãy thầy cũng có ôn lại cho các em đó. Thì cái quy tắc của khâu đột thưa là chúng ta sẽ là lùi một bước và tiến ba bước, hay còn gọi là chúng ta lùi một ô và tiến ba ô đó nha các em. Tương tự vậy, sẽ thực hiện cái mũi khâu thứ hai, rồi thực hiện những cái mũi khâu tiếp theo cho đến hết cái mảnh vải, tiến hành kết thúc cái đường khâu. Đó chính là cái quy trình khâu đột thưa. Còn đây là cái sản phẩm, thì đây là mặt trên của cái sản phẩm các em. Mặt trên của sản phẩm thì giống với cái bài khâu thường, còn đây là mặt dưới của sản phẩm. Sang cái vấn đề thứ ba là ôn lại cái quy trình thực hiện thêu móc xích. Việc thêu móc xích thì chúng ta trải qua 2 bước. Bước thứ nhất cũng vạch dấu đường thêu. Thì việc vạch dấu thì đã thực hiện rất là nhiều rồi. Qua bước thứ hai thì sẽ tiến hành thêu móc xích theo đường vạch dấu. Thì trong đây có những cái nội dung nhỏ, ví dụ như là chúng ta bắt đầu thêu cái mũi thứ nhất ngay tại cái vị trí số 1 từ ở bên dưới luồn lên. Tiến hành là thêu mũi thứ hai, thứ ba gì đó, thì các bạn lưu ý rằng là ví dụ như là chúng ta thêu mũi thứ nhất là các em lên kim tại vị trí số 1, vòng chỉ qua như thế này, đồng thời cũng xuống kim ngay tại vị trí số 1, nhưng mà ta sẽ lên kim ngay tại vị trí số 2. Thì đây là cái vấn đề quan trọng trong cái việc thêu móc xích ha, các em lưu ý chỗ này. Tương tự như vậy thì sẽ thực hiện các cái mũi thêu còn lại, mũi thêu thứ hai, thứ ba gì đó vân vân, cho khi đến hết cái mảnh vải rồi chúng sẽ kết thúc đường thêu. Và đây là cái mặt trên của cái sản phẩm. Tại sao gọi là thêu móc xích? Thì thêu móc xích thì các bạn thấy là mặt trên cái hình, cái nét của cái đường chỉ thì nó tương đối giống với cái sợi xích đó, thấy không? Thì cho nên là chúng ta gọi là thêu móc xích. Còn đây là cái mặt dưới của cái sản phẩm nha các em. Thì vừa rồi thầy cùng với các em đã ôn lại cái quy trình của cái việc là khâu thêu 3 cái nội dung trọng tâm, để giúp cho các em hình thành và gợi ý những cái ý tưởng cho các em, để các em suy nghĩ những cái nội dung, những cái hình vẽ hoặc là những cái mẫu vật mà chúng ta sẽ thêu tự chọn trong cái bài học sau. Thì thầy sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm cho các em xem.
Ở đây thì các bạn thấy rằng là một bạn đang thiêu cái hình của cái quả dâu, ở trên là cuốn màu xanh, ở dưới là phần màu màu hồng đỏ đó, các bạn thấy rất là đẹp. Thì ở đây là bạn áp dụng cái mũi thiêu là thiêu móc xích đó các em. Sao các chúng ta vận dụng chúng ta thiêu cái sản phẩm thì các bạn thấy rất là đẹp. Hay là bên đây là hình cái chuông, nó cũng áp dụng cái kỹ thuật thiêu móc xích ha các em. Một cành hoa thì cũng tương tự vậy. Hay là hình cây thông. Rồi, đây là hình quả cam. Thì các bạn thấy những cái sản phẩm này đa số là chúng ta áp dụng cái kỹ thuật thêu móc xích. Ngoài ra thì các em có thể là áp dụng cái kỹ thuật thêu đồ thưa cũng được, hoặc là cái kỹ thuật khâu thường cũng được. Nhưng mà thầy thấy là cái kỹ thuật thêu móc xích thì cái đường nét này nó đậm đà hơn thì nó sẽ đẹp hơn ha các em. Thì đây là những cái gợi ý của thầy thôi. Các em sẽ suy nghĩ và hình thành cái ý tưởng của các em cho cái bài học sau, chúng ta thực hành cho nó tốt hơn nha các em. À, vừa rồi thầy trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại kỹ thuật khâu thường, khâu đột thưa và thêu móc xích. Thầy tin rằng khi nắm vững các cái kỹ thuật trên, các em sẽ tự tin thực hiện cái việc khâu thêu các cái sản phẩm tự chọn theo đúng như cái ý thích của các em. Về nhà, các em nhớ xem lại cái quy trình ở trên, đồng thời chúng ta sẽ suy nghĩ cho cái ý tưởng về cái sản phẩm mà chúng ta sẽ thực hiện trong cái bài học sau. À, trong cái lúc thực hành thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên cẩn thận trong cái quá trình sử dụng kéo và kim nha các em. Bên cạnh đó, hiện nay cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, cho nên chúng ta phải luôn nâng cao ý thức phòng tránh, thực hiện tốt cái khẩu hiệu 5K. Thầy tin rằng tất cả mọi người chúng ta quyết tâm thì chắc chắn dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. À, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thầy thân chào các em, chúc các em trong qua học tốt nha.